Chương 662, không náo loạn. 2. Tuy rằng Đông Phương gia tộc nổi tiếng luyện đang tại Cửu Châu Đại Địa, nhưng một gia tộc có thể truyền thừa cho tới bây giờ lại không phải là một gia tộc có thực lực đầy đủ cường đại. Màn Phương Ngọc Xanh với tư cách là nhân vật đại biểu trẻ tuổi nhất trong Đông Phương gia tộc, tuy rằng mấy năm gần đây Tu Vi có chút không đuổi kịp, nhưng vẫn bạo phát như trước, không phải tầm thường. Hơn nữa kiến thức hắn vượt xa, không phải Đông Phương Thanh Mai có khả năng so sánh, Vậy mà người khác lại có thể sử dụng thần niệm biến hóa vây khốn chính mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù thần niệm ngươi có chút đặc biệt, coi như là thần niệm thiên anh thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản thoáng một phát, há có thể vây được mình, thần niệm yếu ớt, chính mình sẽ khiến lao lung do thần niệm biến hóa ra này nổ tung, khiến thằng này biết rõ sự lợi hại của mình, đáng tiếc, sau đây ó hắn dùng tất cả các biện pháp, lại thủy chung vẫn không thể khai mở lao lung thần niệm này cái này khiến Đông Phương Ngọc Sanh triệt để thất vọng rồi. Điều này sao có thể? Thần niệm yếu ớt, làm sao có thể hình thành lao lung chắc chắn như thế? Chẳng lẽ đây không phải là thần niệm mà là pháp bảo? Không đê uống, rõ ràng là thần niệm biến hóa. Coi như là thiên anh bình thường, không, coi như là thiên anh đỉnh phong cũng chưa nghe nói qua thần niệm có thể mạnh đến loại tình trạng này a à. thằng này đến cùng là ai? Chẳng lẽ thực chính là tỷ phu mình? Đông Phương Ngọc Xanh bị chấn động, sau đê ó tỉnh lại, lúc này vừa vặn nghe Đông Phương Thanh Mai nói ra tình huống cơ bản, mà sắc quỷ thì rất nhanh chóng hướng trình cung báo cáo tình huống Đan Châu, cái này cũng khiến Đông Phương Ngọc Xanh lau mắt nhìn lại lần nữa, đám người kia đến cùng là người nào, gã nhân tài rất có thể là tỷ phu mình này chỉ là anh. Nhưng tư thế kia như thế nào lại giống như một loại tư thế gia chủ một châu tại cửu châu đại địa còn tên gầy kia lại có thể biết những tin tức này và tên mập mạp thì nghe đến bắc minh gia tộc nhưng lại không sợ chút nào nhưng vào lúc này trình cung đột nhiên hỏi hắn một câu không náo loạn cái này khiến đông phương thanh ngọc thiếu chút nữa nhảy dựng lên thực đê úng xem hắn là tiểu hài tử ba tuổi mà yêu cầu không được thì lăn qua lăn lại trên đất không náo loạn tức thì tức nhưng nhìn tầng lao lung thần niệm kia đông phương ngọc sanh thật đê úng là không có một điểm tính tình nào người này chả lẽ là giả heo ăn thịt hổ chẳng lẽ hắn là nhân vật đã cấp quá tôn nếu không thì thần niệm làm sao có thể cường đại hung hãn như thế nhưng lại hoàn toàn không giống a đông phương ngọc sanh không thoải mái cũng không phát ra được tính tình bên trong nội tâm nhưng đồng thời bản năng hắn cũng biết rõ không thể gây với trình cung người ta căn bản không giao thủ với mình chỉ một câu một ánh mắt liền dựng lên lao lung thần niệm mình không có biện pháp phá này đến tột cùng là hắn cảnh giới gì. Cho dù trước kia gặp được Thiên Anh, cũng không có khủng bố như vậy, nhưng lúc này trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh lại cảm thấy may mắn hơn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, chính là không tiếc hết thảy mà xuất đầu vì tỷ tỷ, chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ ra, hắn nói mình như thế nào thì mình như thế ấy, nhìn bộ dạng Đông Phương Thanh Mai, nếu như hắn thật sự là người tỷ tỷ nhận định, vậy thì chính là tỷ phu mình. Có lẽ là như vậy rồi mới vừa rồi là ta không đê úng, ta đã quá vọng động rồi. Ta xin lỗi các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta ra, ta sẽ chịu trách nhiệm hành vi xúc động này. Hiện giờ ta phải mau chóng nghĩ biện pháp chạy nhanh trở về. Khi tới ta đã sử dụng toàn bộ truyền tống trận ở toàn bộ các nơi khác tại Đan Châu, sau đê ó một đường bay tới Nam Chim Bộ Châu còn bao phí hơn 20 ngày, hiện giờ phải mau chóng chạy trở về. Đông Phương Ngọc Xanh xác thực đã tỉnh táo rồi, hơn nữa hắn dứt khoát như thế, trực tiếp nhận lỗi, càng làm cho huynh đệ trình cung, mập mạp cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Từ cái này có thể nhìn ra Đông Phương Ngọc Xanh này không phải là thiếu gia bình thường của gia tộc, hiển nhiên là trải qua mưa gió, chiến đấu, huyết tinh đã rèn luyện tính cách của hắn, hơn nữa không sợ sinh tử, loại người này giết hắn thì dễ dàng, nhưng muốn hắn cúi đầu nhận lỗi thì lại vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng hiểu một ít chuyện, nếu không thì ta thật muốn thay tỷ tỷ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Trình cung cũng rất hài lòng, thận niệm khẽ động, lao lung thần niệm vây khốn đông phương ngọc xanh liền biến mất, ở đây các ngươi có thể có bao nhiêu người. Ta đã liên hệ bên kia một ít rồi, đến lúc đê ó chúng ta đột kích bất ngờ, nhất định có thể cứu tỷ tỷ ra, nhất định không thể theo chân bọn họ đê àm phán, giảng đạo lý. Coi như làng phương gia tộc chúng ta thì cũng ngàn vạn lần không có loại định này. Sau khi gia gia ta biến mất, vốn có nhiều người không phục phụ thân ta trưởng quản gia tộc, về sau phụ thân tu luyện xảy ra vấn đề, Đông Phương Thiên Báo lại trở về, hôm nay toàn bộ Đông Phương gia tộc đã bị hắn khống chế, nếu như bọn hắn biết chúng ta đến cứu tỷ tỷ ra, vậy thì sẽ liên thủ cùng với Bắc Minh gia tộc lại đã bại chúng ta, đến lúc đê ó thì ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Cho nên chúng ta nhất định phải hành động nhanh chóng, sau khi tập kích thì lập tức rời khỏi Đan Châu. Đông Phương Ngọc Xanh đi ra từ trong lồng giam thần niệm, lập tức không thể chờ được nói ra, hận không thể lập tức khiến trình cung mang người của hắn rời đi. Mập mạp nhìn đông phương ngọc xanh này, đột nhiên có một loại cảm giác như chính là hắn trước kia, bất quá tuy tiểu tử này so với mình thì có chút nỏng nảy, xúc động hơn. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản. Hắn biết rõ, đại thiếu càng phẫn nộ, nhưng không phải xúc động có thể giải quyết được vấn đề. Bọn hắn không sợ chết, nếu quả thật nhìn thấy chiến đấu đã bắt đầu thì cho dù là chị dâu hay là huynh đệ bọn họ, bất kỳ ai gặp nguy hiểm thì bọn hắn cũng liều mạng chém giết. Nhưng hiện giờ đã có thời gian, muốn đối mặt với đối thủ cường đại như vậy thì phải hảo hảo xếp đặt kế hoạch một phen rồi. Ít nhất tuyệt đối không thể giản như Đông Phương Ngọc sanh nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết phải nên làm cái gì. Gần đây đều là thiếu quyết định loại sự tình quyết sách này. Ngươi cầm miệng, còn lại ngươi cưới theo lượt rồi. Ta hỏi ngươi, Ngươi biết cái gì thì nói ra, hoặc là sau khi về Đan Châu nghĩ biện pháp cung cấp tình báo và tin tức kỹ càng cho ta, không cần nói nhảm những lời nói khác, bây giờ không phải do ngươi làm chủ ở đây, nếu như còn nói nhảm thêm nữa thì ta liền nhốt ngươi tại Nam Chim Bộ Châu này, cho ngươi vĩnh viễn không thể quay về Đàn Châu. Giờ phút này, trong nội tâm trình cung cũng tràn ngập lửa giận, chỉ là hắn nhất định phải áp chế, trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp, chương 663, gồm xiền thần niệm, một. Cho nên mặc dù là đệ linh lung, Trình Cung cũng không kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho hắn. Đông Phương Ngọc Xanh nghe xong nắm hai nắm tay lại, bành trướng pháp lực ra, vừa định trừng mắt nổi giận thì lại nhìn thấy Trình Cung chính đang tiến về phía hắn. Giống như chờ hắn làm sàn bậy thì sẽ lập tức giam hắn lại một cách triệt để. Đông Phương Ngọc Xanh liền nhục chí, hắn không sợ chết, nhưng nếu lúc này bị nhốt ở đây, vậy so với cái chết thì hắn còn thống khổ hơn. Về phần nói đê ánh, mẹ nó thật đê úng là ánh không lại tên tỷ phu đột nhiên xuất hiện này sắc quỷ lập tức liên hệ với gia gia thông tri cho gia gia biết chuyện ta sẽ tạm thời ly khai đồng thời công bố với bên ngoài là ta sắp sửa bế quan tu luyện trăm ngày sau sẽ quyết chiến với côn bằng thái tử còn nữa sau khi lý giật phong trở về thì lập tức khiến hắn liên hệ gia chủ vũ châu lý gia nói ta có chuyện quan trọng cần trao đổi với hắn qua vài ngày ta sẽ đích thân đến vũ chân để àm phán không cần khiến người của bọn hắn tới đây Trình cung nói xong, sát quỷ không ngừng gật đầu, đồng thời dùng thần niệm thông tri cho tổ chức tình báo bí ẩn tại đây, không ngừng truyền đạt các loại mệnh lệnh, tin tức ra ngoài, triệu tập nhân thủ của trình trảm, trình lập trở về. Mặt khác cũng đều triệu tập người của địa long vương lại, thông tri cho bá kiếm lão tổ, la phù lão tổ, khiến từng người mang theo trăm tên tinh nhuệ chạy đến, thông tri cho mang hoang đại đế, khiến hắn tuyển 10 tên địa anh đỉnh phong, cùng với nhân anh. Địa Anh lập thành đội ngũ trăm người, mau chóng tới sông Long Thành, thông tri cho Nguyên Thủy Ma Tông, khiến bọn hắn chuẩn bị 10 tên địa anh đỉnh phong, 50 tên nhân anh, 50 tên địa anh chạy nhanh đến sông Long Thành, nhìn xem bên Gia Gia có thể có bao nhiêu người, nói cho Gia Gia biết, lần này chủ yếu nhằm vào nhân anh đỉnh phong và người đã ngoài địa anh, những thứ khác ta sẽ có an bài, mặt khác, khiến Bạch Thúc Nhi, Ma ngư vương Lý Hằng, anh hùng, đại thúc, mảnh hổ bọn hắn chọn lựa hung thần kỳ binh, thanh xà quân, ma Ngưu quân, anh hùng quân, công kích quân, mảnh hổ quân đạt phá nhân anh đỉnh phong. Mấy đội ngũ này vốn là giữ lại từ biên chế quân đội thế tục, về sau sáu đội ngũ này phân thành hai bộ phận là thế tục và tu chân. Sức chiến đấu đội ngũ thế tục đều đã ngoài thoát tục kỳ, hình thành nên một quân đội vô địch. Sau khi đột phá nhân anh thì gia nhập vào bộ đội tu chân, cho Bạch Thúc Nhi bọn hắn thống lĩnh, nhớ kỹ, nói là lần này bổn đại thiếu đạt được bảo tàng càng không đang tông cộng với công lao triệt để thống nhất nam chim bộ châu nên bổn đại thiếu muốn khao thưởng ba quân, dùng danh nghĩa này để ban thưởng, tất cả mọi người đều có lợi. Thế tục thì sẽ được thưởng ngân tài bảo, quan to lộc hậu, sau khi tiến vào thoát tục kỳ, đạt được vạn tượng nhất long thì ban thưởng các loại công pháp tu luyện đang dược. Ngươi khiến người làm ra một biện pháp thưởng phạt, ban thưởng tương ứng với cấp bậc, sau này sẽ hình thành một cơ chế, trình cung nói rất nhanh, sắc quỷ cũng không kịp tiêu hóa hoàn toàn cũng may là dưới hắn còn có rất nhiều người mưu trí đoàn đội tình báo hắn nhanh chóng truyền chuyện ra ngoài tự nhiên sẽ có người làm tốt sau đê ó dần dần phản hồi lại cho hắn về phần đông phương ngọc xanh ở một bên sớm đã nghe đến ngay dại thống nhất nam chim bộ châu khao thưởng ba quân chẳng lẽ nam chim bộ châu này được thống nhất rồi không có khả năng a à, trước kia còn nghe nói tất cả thế lực lớn đang tranh đoạt cơ mà hơn nữa vừa rồi mình không nghe lầm chứ gia hỏa tỷ phu này rất có thể không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi vậy mà lại muốn quyết chiến với côn bằng thái tử nói đê ù gì vậy chính là côn bằng thái tử a tuy rằng đông phương ngọc sanh rất tự tin nhưng tương đối mà nói tại phương diện vũ lực thiền châu xác thực không bằng các địa phương khác mà côn bằng thái tử kia càng được xưng là nhân kiệt kiệt xuất nhất trong những người trẻ tuổi tại cửu châu đại địa nghe nói tung hoành cửu châu đại địa trong những người cùng lứa thì chưa từng quật thủ có thể tùy đi ánh chết địa anh đỉnh phong thậm chí có thể lập chống lại thiên anh nghe nói rất có thể phá thiên anh quyết chiến với nhân vật cấp bậc này càng làm cho người giật mình chính là một loạt mệnh lệnh mà ngay cả phương ngọc xanh cũng không phản ứng kịp kia giờ phút này hắn mới minh bạch một ít sự tình về thiếu màng phương thanh mai đã lầm bầm suốt trên đường đi trình cung rất nổi danh tại nam chiêm bộ châu nhưng tại các châu khác thì cũng chỉ một ít cao tầng và hệ thống tình báo chúy người bình thường thật sự không biết Đông Phương Ngọc Xanh thực sự có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, mà lúc này, Trình Cung Chính đang xử lý chuyện Nam Chim Bộ Châu rất nhanh. Đại chiến tại Nam chiêm Bộ Châu vừa chấm dứt, bách phế hưng, rất nhiều vấn đề còn tồn tại ở nơi này, nếu như không nhanh chóng đoàn kết mọi người lại thì một khi lộ ra chuyện bản thân quyết chiến với côn bằng thái tử, thậm chí yêu tộc sẽ dẫn đầu mấy thế lực lớn đến đối phó với mình, lúc ấy rất nhiều vấn đề sẽ hiển hiện ra, hơn nữa thật sự phải cứu Linh Lung cũng không phải xúc động không thôi mà. Dù sao thì mình cũng không có lực lượng cường hoành như ở kiếp trước, trên thực tế, ở kiếp trước mình làm cái gì cũng thông suốt, cũng không phải hoàn toàn là vì cường hãng bao nhiêu mà là ở kiếp trúc trình cung luyện đang rất tốt, nhưng sức chiến đấu cũng không tính là mạnh nhất. Đơn giản là hắn quầy đủ nhân mạch mạnh mẽ, hắn có một đê ám người sẵn sàng chết vì hắn, có vô số bằng hữu và vô số người chủ động muốn giúp hắn, tình huống bây giờ thì lại bất đồng nhất định phải chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Mệnh lệnh trình cung truyền đạt ra ngoài càng lúc càng nhiều, mà các loại tin tức, tình báo phản hồi lại sau đê ó cũng cần trình cung nhanh chóng xử lý. Đến tận bây giờ, có rất nhiều chuyện cần trình cung đưa ra quyết định cuối cùng. Trên thực tế, những chuyện này đều có liên quan tới tu chân giới. Hiện giờ trình gia đoạt được Nam Chim Bộ Châu, khống chế các loại tài nguyên. Trong chiến đấu còn có trình cung cố đế ra mệnh lệnh, bọn người tiểu phong tử còn thu phục được một ít tán tu và một ít thế lực. Hiện giờ mấy thế lực lớn bên ngoài đều áp bách, Nam Chim Bộ Châu tùy thời đều có khả năng sụp đổ, trở thành vùng đất chinh chiến của các thế lực lớn lần nữa. Nhưng tại nội bộ tán tu và một ít thế lực nhỏ thì Nam Chim Bộ Châu đã bị trình gia, còn có lý gia, bắt câu lô châu thiên cung thần điện và một ít thế lực thần bí ủng hộ khống chế, cho nên có rất nhiều người tìm nơi nương tựa, bị bọn hắn ngăn cản có, bị bắt cũng bó những người này đều là lực lượng tu chân giới, gia gia bọn hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào, hiện giờ đần lâm vào một trạng thái hỗn loạn, chương 664, công xiền thần niệm, 2. Vốn trình cung trở về cũng cần làm từng điểm từng điểm một, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy rồi, trực tiếp khiến toàn bộ bọn hắn chạy tới sông Long Thành, cũng may là sắc quỷ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, không ngừng truyền lại các phương diện tin tức cho trình cung, trình cung phân tích và quyết định thời gian dần trôi qua, từng chút từng chút một, một canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ. Sau một ngày một mực đi theo bên cạnh trình cung, nhìn bọn người trình cung và sắc quỷ xử lý vấn đề, Đông Phương Ngọc Xanh đã có chút nhịn không được rồi. Cần một đầu óc như thế nào để giải quyết nhiều vấn đề như vậy, vừa rồi hắn cũng chứng kiến các loại người tiếp xúc với trình cung, trong đề ó khiến hắn rung động nhất, thậm chí có cảm giác chấn nhiếp, ngay người khó có thể nhúc nhích đê ó chính là tiểu phong tử và bọn người mang ngư vương Lý Hằng, túy niêu vừa mới đổ kiếp, hắn càng thấy được vị Lý Giật Phong Lý Gia kia, thanh danh vị này trước kia so với mình còn lớn hơn, nhưng bọn hắn nói dăm ba câu liền bị người rất có thể là tỷ phu tương lai của mình đuổi đi làm việc, khiến một vị thiên anh cường đại, rất có thể tiếp cận tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 đi đê ó người, cái này cũng quá khoa trương đi, càng khoa trương hơn là, chỉ huy Lý Giật Phong Vũ Châu Lý Gia dẫn đầu Thái Thượng trưởng lão gia tộc bọn họ chạy đi bố trí trận pháp, còn khiến những địa anh đi đang thành sử dụng pháp lực thần thông để phân chia khu vực, làm cái bàn gì gáy, giống như là hắn biến những địa anh kia trở thành ô sin hoặc là thợ hồ rồi. Nếu không phải rung động quá nhiều vì rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ hiện giờ Đông Phương Ngọc Xanh cũng sẽ không nhịn nổi. Bây giờ chỉ còn 9 ngày nữa là lúc tên khốn Bắc Minh Triều muốn tới Đông Phương gia tộc đê ón dâu rồi lãng phí một ngày là nguy hiểm thêm một ngày, mất đi một tia cơ hội, ta đã chịu đủ rồi, hiện giờ ta muốn đi, các ngươi đi mà tự cứu chính mình, Đông Phương Ngọc Xanh rốt cục đã chịu không được, phát tác ra, gông xiền thần niệm, trình cung trực tiếp xuất ra gông xiền thần niệm, hiện tại uy lực thần niệm của hắn càng ngày càng mạnh, đã có thể sử dụng nhiều thủ đoạn thần niệm hơn, gông xiền thần niệm và lao lung thần niệm có hiệu quả như nhau, nhưng bất đồng chính là sau khi bị gông xiền thần niệm này khống chế thì ngay cả anh cũng đều bị khóa lại, không thể phát ra khí lực, thân thể cũng bị khóa chặt, kể cả thần niệm đối phương, ngôn ngữ, thậm chí là hành vi thân thể bị khóa ại. Mà tất cả tắc tắc thì hoàn toàn sử dụng một ý niệm, tương đối mà nói thì khó chiêu này khá lớn, nếu như Đông Phương Ngọc Xanh có phòng bị, sử dụng kiện tuyệt phẩm linh khí trên người hắn thì trình cung thật đê úng là không thể thống thống khoái khoái, khoái khóa hắn lại nhưng hắn căn bản không có chuẩn bị bị trình cung trực tiếp đơn giản khóa lại một cách triệt để, công xiền tốt nhất, không còn thanh âm nào, trình cung đi nơi nào, làm cái gì, hắn cũng chỉ như là khôi lỗi đi theo phía sau, con mẹ nó, cái này là cái gì, đông phương ngọc xanh ức như muốn chết đi, nhưng hắn là tưởng phương gia tộc, cũng đã xem qua các loại năng lực thần bí và thần thông khác tại cửu châu đại địa. Nhưng hắn còn chưa nghe nói qua có thần thông khủng bố như vậy, tại sao có thể như vậy? Bây giờ, hết thảy thân thể mình đều không còn nghe theo lời mình nữa rồi. Sau khi khiếp sợ thường phương Ngọc Xanh tức giận lên, tất cả nghĩ trong đầu hắn bây giờ là những lời chửi mắng, cơ hồ tức giận muốn điên lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người này đến cùng muốn làm gì? Giờ vào lúc này mà hắn vẫn chưa lập tức đuổi qua, vậy mà còn ở đây bận rộn những chuyện này nữa. Theo thời gian trôi qua từng chút một, khi đến ngày thứ ba, Đông Phương Ngọc Xanh đã có chút tuyệt vọng, vì sao, sao mình lại đến nơi này, nếu như mình ở lại đang Châu tìm hết mọi cách cứu tỷ tỷ, có lẽ còn có chút cơ hội, đại thiếu, không sai biệt lắm, nên đến cũng đảng. Đại thiếu vừa nói muốn thao thưởng, những người này lại kéo theo không ít người đến, trước khi căn bản không ra lực gì, nhưng giờ lại muốn dựa vào, kết quả hiện giờ số lượng đê ám người kia lại nhiều nhất, trước kia thực sự không biết, nam chim bộ châu hỗn loạn một đoàn, đơn giản không thấy được người tu chân không nghĩ tới lại che giấu sâu như vậy, lần này các môn phái nhỏ đã có mười mấy cái, chớ đừng nói đến những tán tu kia, số lượng càng kinh người hơn, chỉ là là mục đích những người này không đứng đắn, muốn khống chết rất khó, ít nhất phải cần một đoạn thời gian rất dài, trải qua ba ngày ba đêm, hai người không ngủ không nghĩ an bài mọi người, thậm chí bọn tiểu phong tử, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, tống chiến thiên xuất động, hôm nay trong toàn bộ sông Long Thành, tất cả thế tục bộ đội cũng đã dời đi khắp nơi đều là tu chân giả. Ở trong đê ó, người của trình gia ngược lại chỉ chiếm số ít, còn lại mấy người thượng vàng hạ cám ngược lại chiếm đến chính thành. Lúc này, bọn người hạch tâm như tiểu phong tử, bạch khải nguyên, túy miêu, mập mạp tụ cùng một chỗ, về phần bọn mang ngư vương lý hằng, trình trảm, trình lập thì mang theo thủ hạ ra ngoại giữ trật tự, nhiều như vậy tán tu. Môn phái nhỏ của Nam Chim Bộ Châu tụ tập cùng một chỗ, kỳ thật cũng rất hỗn loạn. Trong thời gian ba ngày trước, các loại chiến đấu xảy ra trên trăm trận, có không ít cừu địch nhiều năm gặp mặt, tự nhiên muốn lập tức phân ra sinh tử. Cũng có nhiều mâu thuẫn phát sinh sau đe ó liền lập tức động thủ, đây đều là do tuyền truyền ban thưởng trước kia, cảnh giới vạn tượng nhất long được cung ứng địa cấp đang dược, nhân anh kỳ lại được cung ứng thuần nguyên đan, mà ngay cả được thắng lợi ba tràng cũng được ban thưởng một kiện pháp bảo, thậm chí trên địa anh còn có thể cuộc thiên cấp đang dược, còn có nhiều chỗ tốt khác nữa những phần thưởng này vừa ra, những gia hỏa bình thường đều trốn đi kia tự nhiên đều đi ra, nhưng bọn họ đều là hướng về những vật này cả. Bạch Khải Nguyên rất khó hiểu nhìn Trình Cung, không biết vì sao trong ba ngày này hắn đột nhiên ban bố một loạt biện pháp ban thưởng như thế nữa. Nếu như chỉ ban thưởng với người mình thì cũng có thể hiểu được, dù sao Trình Gia Triệt để khống chế Nam Chim Bộ Châu, lấy lời Trình Cung mà nói, thao thưởng ba quân, ban thưởng cho người có công, căn bản không có gì án trách cả nhưng đột nhiên ban bố một loạt tin tức, trước lấy vô số tu chân giả du tán, còn có một vài môn phái nhỏ xuất động, mục đích của những chuyện này là gì? Tên điên, chính là một tên điên, tỷ tỷ tuyệt đối không thể nào vừa ý hắn được, hắn căn bản không muốn đi cứu tỷ tỷ, còn muốn thao thưởng ba quân, còn muốn thưởng, còn so với đấu nữa, nếu tiếp tục như vậy thì dù một năm nữa cũng không có kết quả gì, cứ như vậy còn muốn đấu với côn bằng thái tử, chết đi a. À. Chương 665, đám ô hợp, Đông Phương Ngọc Xanh bị thần niệm gia tỏa hoàn toàn chế trụ, bao giờ cũng nghiến muốn thoát đi, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển công pháp muốn đột phá, tuy rằng lần lượt thất bại, nhưng hắn phát hiện có một cổ nguyên khí hùng hậu ở trên những gông xiềng này, mỗi lần mình trùng kích, vận chuyển pháp lực chung quy vẫn có thể từ trên những gông xiềng này đạt được lực lượng khổng lồ, tuy rằng gông xiềng này vô cùng kiên cố, nhưng có phát hiện này rồi, Đông Phương Ngọc Xanh lần nữa dấy lên hy vọng, vận chuyển lực lượng một lượt trùng kích những gông xiềng này mà bản thân của hắn thì không như khôi lỗi vậy, thời khắc đều đi theo phía sau. Thậm chí có một ít người không biết, đều rất kỳ quái nhìn thoáng qua Đông Phương Ngọc Xanh, bên cạnh đại thiếu từ lúc nào lại mang theo một tiểu hoa như vậy, loại ánh mắt đê ó khiến Đông Phương Ngọc Xanh rất không thoải mái, nghe được trình cung đối thoại với những người này, trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh rất tức giận nghiến, thậm chí còn mắng nữa, bá, trình cung khoát tay, không trung trực tiếp xuất hiện một kính quan pháp thuật, bởi vì ở sông long thành cho nên nơi mà thần niệm của trình cung có thể bao bọc lớn hơn rất nhiều hắn trực tiếp sử dụng loại kính quan pháp thuật này có thể có thể khiến những người đang ngồi nhìn thấy sông long thành hoặc là mỗi một tình huống mà thần niệm hắn có thể dò xét được trình đại thiếu này đến cùng muốn làm gì không phải nói hắn lập tức phải quyết đấu với côn bằng thái tử quyết ư sao còn làm những chuyện này nữa mặc kệ hắn dù sao có lợi để lĩnh lược rồi ta chung quy vẫn thấy lo lắng giờ không còn có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống nữa, huống chi trình đại thiếu kia là người nào chứ, ngay cả nhi tử của thái thượng trưởng lão âm trường khiếu phong vân kiếm tông cũng dám giết, nghe nói giết cả đệ tông chủ phù văn tông, nhi tư của cung chủ thất âm cầm cung nữa. Muốn chiếm tiện nghi từ hắn, chỉ sợ không dễ, hơn nữa còn có thiên anh xuất hiện, ta thấy không bằng chúng ta đi trước đi, sợ cái gì, ở đây hơn 10 vạn người, bọn hắn mới có bao nhiêu người, chúng ta đi theo lượt, không kiếm được chỗ tốt thì cùng lắm mọi người nhất phách lưỡng tán, hắn dám gây khó xử cho nhiều người như vậy sao, hỗn đảng, năm đê ó chính là người đạo bảo bối của ta, đi chết đi, quanh, dưới kính quan pháp thuật, có thể nhìn thấy một ít người chú ý cẩn thận đều sử dụng thần niệm trao đổi, hoặc là một ít người thực lực yếu, dứt khoát nói chuyện, kêu loạn, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có người chuyến mình, lại có người đang đê ánh nhau nữa. Nhưng chỉ cần phát sinh đê ánh nhau thì rất nhanh sẽ có người ra tay trấn áp huyết chiến hiện giờ do bọn trình trảm, trình lập dẫn đầu, cho dù ở tu chân giới cũng tuyệt đối là một chi sức chiến đấu siêu cường. Nếu có người vượt qua địa anh nháo sự thì do mang ngư vương Lý Hằng, bá kiếm lão tổ, la phù lão tổ ra mặt, nếu như bọn hắn ra mặt cũng không khống chế, vậy thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long mà trình cung giấu ở trên tầng mây sẽ động thủ. Ngay sau khi một gã anh đỉnh phong lập tức bị dây sát, những người hơi mạnh một chút không ai dám làm sằng bậy nữa. Hơn 10 vạn tu chân giả, Trước kia là một việc nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng nhưng bây giờ dưới mệnh lệnh của mình lại tụ tập lại như thế. Đó cũng không phải chỉ là công sức trong 3 ngày. Trên thực tế từ trước khi Trình Cung tiến vào Càng Khôn Đan Tông đã hạ mệnh lệnh cho sát quỷ. Đã bắt đầu tụ tập rồi. Sau khi tin tức Trình Cung xuất hiện đạt được Bảo Tàng Càng Khôn Đan Tông truyền đi. Nhân số tụ tập lại trong vòng 3 ngày lại gấp vài lần trước kia. Vậy nên mới có nhiều người tu tập lại như thế. Bảo Tàng Càng Khôn Đan Tông mê người điều kiện mà Trình Cung nói ra càng thêm mê người. Phải biết rằng hiện giờ đần thần phủ của Trình Gia đã dương danh thiên hạ, hôm nay coi như là mạch máu đang dược của tu chân giới Nam Chim Bộ Châu cũng bị bọn hắn khống chế. Rất nhiều tán tu hoặc môn phái nhỏ phát hiện, dược liệu mà mình dốc sức liều mạng để luyện chế dược, còn không bằng bán dược liệu cho đan thần phủ trực tiếp đổi lấy đan dược phù hợp. Hôm nay đan thần phủ đã chế toàn bộ đan dược của Nam Chim Bộ Châu, mà ngay cả rất nhiều tán tu ẩn cư cũng biết đến, tự mình luyện đang còn không bằng đến đang thần phủ. Chính vì có lực ảnh hưởng của đang thần phủ, mới có thể có lực ảnh hưởng lớn như thến tu chân giới Nam Chim Bộ Châu. Một câu của trình cung mới có thể nhanh chóng truyền ra ngoài như vậy. Thực con mẹ nó không nghĩ tới, Nam Chim Bộ Châu lại có nhiều tu chân giả như vậy, có thể tới chỗ này yếu nhất cũng là thoát tục kỳ. Trước kia sao lại chưa nghe nói qua chứ? Mập mạp nhìn thấy hơn 10 vạn tồn tại ngoài thoát tục kỳ tụ tập một chỗ, rất là cảm khái. Đúng vậy a à so với tu chân giả xuất hiện khi chiến đấu với Thảo Nguyên Vương Đình, đồ đằng đế quốc thì quả là nhiều, nhưng lần này cùng tụ tập hơn 10 vạn tồn tại đã ngoài thoát tục kỳ vẫn cảm thấy rất dọa người. La Anh Hùng hôm nay cũng đã là nhân anh kỳ tầng thứ 10, cũng chỉ cách nhân anh đỉnh phong một chút thôi, cùng lúc xuất hiện lại kinh người như thế. Đại Thúc cũng cảm khái nói, hắn và Mảnh Hổ hôm nay cũng đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách địa anh một chút thôi, người không ít, nhưng tiếp hiện giờ là một đê ám ô hợp không có tác dụng gì. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Nam Chim Bộ Châu không có thế lực cường đại tồn tại, trong chiến đấu của các thế lực đã có không ít tiểu thế lực thành vi vật hy sinh, thời gian dần trôi qua bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm nữa. Thảo Nguyên Vương Đình có yêu tộc ủng hộ, đồ đằng đế quốc có phù văn tông, mà Lam Vân đế quốc thì bị thế lực của thất âm cầm cung, bà La Đa Thần Miếu thẩm thấu, còn có nguyên bản một chút số mệnh của Chu Gia, cho nên không người nào muốn ra ngoài chịu chết cả. Nam chim bộ châu đâu chỉ mấy trăm vạn dặm, sông núi vô số, các loại hiểm yếu chi địa đông đảo, những tu chân giả này kỳ thật cũng có chỗ hoạt động của bọn hắn. Chỉ lường chúng ta đi không giống với bọn họ, chúng ta một đường đều dùng quốc gia làm căn cơ. Trong khu vực vô cùng rộng lớn này, cách mỗi hơn 10 vạn lợi sẽ có chỗ một ít tán tu, môn phái nhỏ tụ tập. Nếu không phải vì sự phát triển của đan thần phủ, chúng ta cũng không cách nào biết rõ như vậy cái này kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, bọn hắn đều ôm hy vọng đến tìm vận may, hoặc làng xem náo nhiệt màn cả. Trình cung nói xong, thanh âm lạnh lẽo nói, nhưng bản đại thiếu cũng không có náo nhiệt gì cho bọn chúng xem cả, trước kia bọn hắn không quy vào sự quản thế của thế lực thống trị thế tục, không bị ước thúc, nhưng sau khi trình gia ta khống chế nam chim bộ châu, không cần tồn tại như bọn hắn nữa, một môn phái phải nghe theo sự quản chế, nếu không sẽ bị hợp nhất những thứ khác không cần tồn tại làm gì. Mọi không phải rất hiếu kỳ, ta để bọn hắn đến làm gì sao, chương 666, 7 ngày, 1. Vấn đề này vừa nói ra, mọi người lập tức đều nhìn về phía trình cung trời để áp án của hắn, bọn hắn còn không rõ lắm chuyện của Đông Phương Linh Lung, đương nhiên không hiểu được một loạt cứng của trình cung vội vàng như thế là quý gì rồi. Bởi vì trình cung lập tức phải quyết đấu với công bằng thái tử quyết đấu, kỳ hạn trăm ngày nhoáng cái đã qua, vào lúc này hận không thể nắm chặt mỗi một khắc, nào có thời gian đi quản những chuyện này. Hơn nữa, cho dù không thèm nghiến chuyện quyết đấu sinh tử với côn bằng thái tử, Trình Cung còn đề cập tới muốn khai tông lập phái, nhưng chuyện thế này không phải cứ tụ tập lại lượt, lại thêm vào một loạt quyết định khác của Trình Cung càng khiến bọn hắn không hiểu ra sao. Xảy ra đại sự, so với quyết đấu côn bằng thái tử, so với khai tông lập phái còn trọng yếu hơn, ta đã nói qua với Gia Gia và phụ thân chuyện này, bọn hắn nói sẽ toàn lực ủng hộ ta. Trình cung nhìn về phía mọi người, sát khí trong mắt biếp lực nhiều ngày lập tức bộc phát. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy thân thể mình co rút lại. Bản năng có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, đê úng vậy, chính là sợ hãi. Lão bà của trình cung ta, bây giờ vài ngày sau lại bị buộc gã cho người khác. Tất cả những thứ ta làm hiện giờ, chính muốn cướp lão bà về, tiêu diệt đê ám vương bác đảng kia, giết chết bọn hắn, Quanh trong nháy mắt trình cung bột phát ra sát khi, ngay tiếp theo ngay cả sát khí trên người hỏa phượng ma long ở trên tầng mây cũng phóng lên trời, mọi người vốn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy lời này đều đứng cả lên, nguyên một đê ám người giết ra từ núi thay biển máu, lực lượng của nguyên một đê ám tồn tại cường đại lập tức phóng lên trời, hoàn toàn không thể khống chế, thực tế lấy tiểu phong tử cầm đầu, khí tức, lực lượng nổi giận của một người có thể chống lại tồn tại thiên anh đỉnh phong còn có lực lượng của những người khác ngưng tụ lại, loại sát khí và khí thế này đã ngưng thực như thực chất. Đại điện phủ thành chủ vừa mới được kiến tạo tốt không bao lâu đã trực tiếp bị chấn vỡ vụn, thậm chí còn không hề sụp đổ nữa, toàn bộ đại điện trực tiếp hóa thành tro bụi, mà song long thành vốn còn hỗn loạn, hơn 10 vạn tu chân giả kia đều lập tức yên tĩnh lại, không ít người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, có mấy người thì sợ đến mức hôn mệ, tu chân giả rất nhiều, biểu hiện gì cũng có cả, sợ chết, nhu nhược, bọn họ đều là vĩ loại nguyên nhân nên mới tu chân, nhưng lại không đạt được độ cao nhất định, bản tính chỉ là tục nhân, vĩnh viễn khó có ngày vấn đạo, sát khí thật mạnh, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, quá kinh khủng, lần này chỉ sợ đến nhầm rồi, cũng do hai người các ngươi, không phải nói muốn đến xem sao, cái này thảm rồi. Cách không được nói trình cung này có thể chống lại các thế lực khác trách không được hắn có thể ánh bại quân đội thế tục có sự ủng hộ của yêu tộc và thất âm tầm cung. Chấm 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 chấm. Lúc này dưới cổ sát khí kinh khủng kia bộc phát, trong sông Long Thành ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng lúc này, vẫn có ba người đang trao đổi, ân chủ, là ai, là ai, khí thế của tiểu phong tử là mạnh nhất, lão bà của ân chủ, vậy đê ó chính là sư mẫu, thậm chí nửa mẫu thân của mình rồi, bởi vì hắn từ nhỏ được trình cung nuôi lớn cảm tình của hắn đối với trình cung như thầy như cha, thậm chí có người dám đoạt lão bà của ân chủ, loại lực lượng điên cuồng trong cơ thể tiểu phong tử có một loại xu thế muốn bộc phát rồi. Bạch Khải Nguyên nhìn trình cung, tuy rằng không biết kế hoạch cuối cùng của ngươi là gì, nhưng gặp phải loại chuyện này cho dù chiến đấu tới cùng cũng tuyệt đối không thể lui, nói đi, làm thế nào đây, đại thiếu, lúc nào động thủ, ai muốn tìm chết, chúng ta sẽ tiễn hắn. Chấm 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 chấm. Hắn, hắn vậy vậy mà thực sự muốn cứu tỷ tỷ tất cả những gì hắn làm đều là vì cứu tỷ tỷ sao thế nhưng chẳng lẽ hắn muốn mang theo hơn 10 vạn đê ám người ô hợp còn không được tính là quân chính quy này đi cứu người sao không đê úng hắn nhất định là đang nói đê ùa dựa vào những người này làm được gì chứ không bằng tìm tới mấy tồn tại thiên anh cường đại còn hơn những người này cho dù cùng nhau giết qua không chỉ nói đến bắc minh gia tộc hiện giờ đã nhận được sự ủng hộ của thế lực trung châu coi như Đông Phương Thiên Báo hiện giờ khống chế phương gia tộc tùy tiện phái một ít người đến, cũng có thể tiêu diệt bọn chúng rồi. Đông Phương Ngọc Xanh tuy rằng miệng không thể nói, thân không thể, nhưng trong nội tâm lại dần dần vững vàng, cũng ẩn ẩn phát giác được trình cung làm như vậy tự hồ có thâm ý khác, chỉ là giờ hắn nghĩ thế nào cũng thấy không đê án tin cậy cả. Đương nhiên, hành động không ngừng trùng kích thần niệm gia tỏa cũng hắn cũng không ngừng lại, chỉ là thần niệm gia tỏa này lại rất chắc chắn đôi khi có vài chỗ muốn vỡ vụn rồi lại đột nhiên được tăng cường. Nếu đổi thành người bình thường, thống khổ dãy dụa trong nội âm, sau khi trùng kích lần lượt thất bại đã sớm bỏ đi rồi, nhưng Đông Phương Ngọc Xanh giờ phút này lòng rất vội, một lòng chỉ muốn thoát đi cứu tỷ tỷ, những thứ khác ngược lại đều đã quên cả. Địch nhân của chúng ta cũng không ở Nam Chim Bộ Châu, cũng không ở bên này, mà là đang ở Đông Bắc Đan Châu. Cần kéo dài qua Đông Nam Vũ Châu, Đông Thắng Thần Châu, đuổi tới Đông Bắc Đan Châu để chiến đấu, thời gian cũng chỉ còn lại 7 ngày, mà ta tập kết những người này lại chính là muốn trong vòng 7 ngày, khiến bọn hắn tôi luyện một lần nữa, sau đê ó dùng người của chúng ta làm hạch tâm, dùng bọn hắn bên ngoài làm mồi nhưỡi đến Đan Châu tiến hành chiến đấu, ở đây đều là người một nhà cả, cũng không có thời gian nói nhảm, tình huống cụ thể ta đã từng nói qua với sắc quỷ, hắn sẽ giải thích cho từng người các ngươi, hiện giờ ta phải tạm thời rời đi trước coi như là nhân anh kỳ lục địa thần tiên cao cao tại thượng trong mắt người thường, kỳ thật cũng chỉ là một tu chân giả vừa chính thức nhập môn tu chân giới, đến cuối cùng cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể rời khỏi bản châu, bởi vì một chậu rộng lớn bao la bát ngát, bên trong còn che giấu vô số bí mật. Hơn nữa một hồi đại chiến kinh thiên ở Nam Chim Bộ Châu Năm Đê Ó, đã sớm hủy diệt tất cả truyền tống trận và cánh cửa không gian, cho nên trao đổi với ngoại giới cũng trở nên khó khăn hơn nhiều chỉ có tồn tại địa anh mới có thể quyết liên hệ với ngoại giới. Đương nhiên, cho dù người chưa từng đi ra ngoài cũng biết được, muốn kéo dài qua một châu gian nan đến cỡ nào, mà hôm nay muốn kéo dài qua Đông Nam Vũ Châu vàng thắng thần châu, lại chỉ còn có 7 ngày, bọn hắn nghe xong cũng đều cảm giác không còn kịp nữa. Nhưng những người này đã theo trình cung một thời gian dài, đồng thời cũng đã quen phong cách làm việc của trình cung, cũng có thể mơ hồ đoán được, đại thiếu khẳng định đã có chuẩn bị và an bài cho nên không người nào hỏi thăm đến Đông Phương Ngọc Xanh, sốt ruột, nguyên một đê ám xoa tay, sát khí lăng nhiên, bọn hắn cũng mặc kệ thủ là ai, cho dù là thiên vương lão tử cũng phải giết hắn đến người ngã ngựa đổ, giết hắn máu chảy thành sông, chương 667, 7 ngày, 2. Những người này có phải đều bị bệnh cả không? Nhiều người như vậy, hơn nữa lực lượng cao thấp không đều, mạnh yếu đều có, 7 ngày rất khó, trừ phi có truyền tống trận cực lớn, nhưng loại truyền tống trận này một lần truyền tống cũng đủ để anh bình thường phá sản. Nhiều người như vậy cho dù thế lực lớn của cửu châu thế lực cũng chịu không được. Truyền tống trận là do hai bên đều cố định, giữ gìn trong thời gian dài, trừ nam chim bộ châu ra. Tất cả lục địa bình thường cách mấy vạn dặm sẽ có một truyền tống trận như vậy. Chỉ cần trả một cái giá lớn là có thể thông u, giá cả tương đối mà nói cũng khá hợp lý. Đương nhiên, đê ó là ở bên ngoài nam chim bộ châu mới thế hơn nữa cái gọi là tiện nghi cũng cũng lào với từng người, đối với tán tu truyền tống trận cự ly ngắn coi như cũng được, nhưng giá cả truyền tống trận khoảng cách dài lại rất xa xỉ. Về phần cánh cửa không gian thì tương đối tự do hơn một chút, nhưng hao phí cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng, tự như mang hoang đại đế trực tiếp mở ra cánh cửa không gian khiến tiểu phong tử và A cổ đang tuyền xuất hiện bên cạnh trình cung vậy. Đầu tiên cần phải có một chỗ đê ánh dấu cố định, sau đê ó cần trực tiếp dùng lực lượng bàn đại đã thông một cánh cửa không gian tạm thời, cánh cửa không gian cũng không tồn tại lâu được, bởi vì hao phí quá lớn cũng không được ổn định nữa, vô tri không sợ. Hay là ám người này có cách khác, nhìn thấy trình cung nói xong, những thủ hạ của hắn giống như tùy thời có thể giết qua, đã làm xong chuẩn bị vậy, những thứ khác vậy mà cũng không hỏi thăm gì, Đông Phương Ngọc Xanh có một loại cảm giác không phản bác được, không biết đê ám người kia là vô tri hay là căn bản không biết khái niệm kéo dài qua hai châu là thế nào nữa. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đê ó làng phương ngọc xanh từ trong ánh mắt và khí thế bọn hắn nhìn thấy được, đê ó chính là tín nhiệm và ủng hộ tuyệt đối trình cung. Loại này ánh mắt đông phương ngọc xanh chỉ có lúc nhỏ ở bên cạnh gia gia thấy qua ở trên người một đê ám thủ hạ của người. Đám người này, sự trung thành của họ đối với gia gia hắn là người rõ nhất. Việc này càng khiến Đông Phương Ngọc Xanh tò mò trong lòng. Người mà tỷ tỷ nhận thức này, rốt cuộc là dạng người gì? Đông Phương Ngọc Xanh càng ngày càng thấy khó hiểu, nếu không phải hiện giờ vấn đề cứu tỷ tỷ rất không thoải mái, kỳ thật đê ấy lòng Đông Phương Ngọc Xanh đã rất tán thưởng, bội phục rồi, bởi vì nam tử so với mình không lớn hơn bao nhiêu này, quá mạnh mẽ, Đông Phương Ngọc Xanh đã khẳng định, tu vị của hắn tuyệt đối sẽ không phải chỉ là cảnh giới địa anh như biểu hiện, Đông Phương Ngọc Xanh suy nghĩ cảm khái như thế nào, thậm chối đãi thế nào trình cung căn bản không thèm quản tới, dù sao thần niệm hắn thời khắc đều khống chế thần niệm gia hỏa giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quảng đông phương ngọc xanh những người bên ngoài kia là một bộ phận trong kế hoạch của trình cung Đê ám người kia vốn chính là nhân tố không ổn định của nam chiêm bộ châu thừa dịp này vừa vặn lợi dụng một chút tuy rằng những người này chỉ là một bộ phận mặt ngoài che giấu sâu nhất vẫn còn không xuất hiện nhưng trình cung cảm thấy đảo rồi dù sao hạch tâm vẫn là những người của mình cho nên trình cung căn bản sẽ không để người ngoài hiểu gì nhưng phải nói cho người nhà sớm một chút, thời gian 7 ngày, việc cần phải làm nhiều lắm, trình cung để sắc quỷ đi nói, hắn trực tiếp bay ra ngoài, sắc ý ngưng thực như thực chất trong đại điện đã sớm hủy diệt, hắn trực tiếp nhảy vào trong bầu trời, chớp mắt liền biến mất, đông phương ngọc xanh ở sau lưng bị hắn dùng lực lượng bao trùm, theo sát bên người giống như huyết y lão tổ lúc trước một mực đi bên cạnh trình cung vậy, ba, giống như cục đê á quăng vào trong nước, tóe lên rung động vậy, Trình Cung mang theo thân hình Đông Phương Ngọc Xanh gia tốc với tốc độ cao nhất, người đã trực tiếp rời xa sông Long Thành, xông vào chỗ sâu trong Nam Hoang rồi. Tốc độ thật nhanh, sao lại càng lúc càng nhanh vậy, cái này. Tốc độ này đã sánh bằng với Thiên Anh Sơ Kỳ rồi, có lẽ đã tiếp cận tình trạng đe ánh vỡ hư không, xuyên qua hư không trong cư ly ngắn A. Tốc độ thật khủng khiếp, người này quả nhiên giả heo ăn thịt hổ, bất quá thoạt nhìn lại không giống, tuổi hắn mới bao nhiêu chứ bất quá cũng đê úng hắn có thể quyết đấu với côn bằng thái tử nhất định không phải nhân vật tầm thường nam chim bộ châu trình đại thiếu gia hỏa này rất có thể là tỷ phu tương lai của mình đến cùng là người nào mình vài năm này vì trong nhà gặp chuyện không may nên một mực bị xa lánh dưới sự phẫn hận tiến vào yêu thú xâm lâm và những châu khác đi tôi luyện còn không biết nam chim bộ châu từ lúc nào lại xuất hiện một trình đại thiếu như vậy nghe giọng điệu kia thì toàn bộ nam chim bộ châu đã bị hắn thống nhất rồi hơn nữa nhìn đội hình dưới tay hắn, tuy rằng cao thấp không đều, nhưng cũng có một ít người rất cường đại, hắn là muốn làm gầy. Thật sự không rõ người này, tỷ tỷ sao lại nhận thức một gia hỏa như vậy chứ? Chấm 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 chấm. Trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh bị Trình Cung mang theo nổi lên đủ loại cách nghĩ, chỉ là chính bản thân hắn cũng ý thức được, Trình Cung làm tất cả cũng là vì cứu tỷ tỷ mình, nếu hắn muốn hại mình cũng không cần phải phí sức như vậy, trong bất tri bất giác, tâm cảnh của hắn rốt cũng cũng bình thản tỉnh táo suy nghĩ lại chỉ là thấy vẫn có nhiều chỗ hắn không hiểu được trăm mối vẫn không có cách giải tiểu gia hỏa sức chịu đựng ngộ tính cũng không tệ vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu đột phát địa anh tầng thứ ba hơn nữa ở tuổi hắn đạt đến địa anh vậy mà căn cơ lại kiên cố như thế thật hiếm thấy ân ừ, nếu như có thể hấp thu nguyên ti lực lượng mà mình dung nhập vào trong thần niệm gia tỏa cộng thêm trụ cuộc kiên cố của hắn trước đê oát chết phá mình chỉ cần cung cấp nguyên tinh, sau khi hắn đột phát thần niệm gia tỏa rất có thể cuộc phá lớn, vượt qua địa anh tầng thứ tư cũng có cơ hội, chỉ là tuổi còn nhỏ mà tính tình ngược lại rất táo bạo, thần niệm gia tỏa của trình cung hoàn toàn khóa đông phương ngọc sanh lại, bất luận chút biến hỏa nào trong cơ thể hắn trình cung tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Yêu ai yêu cường đi, có linh lung ở đê ó, đông phương ngọc sanh này là cậu em vợ của mình. Trình cung tự nhiên sẽ không bạc đại hắn. Bất quá thấy tính tình tiểu tử này có chút nóng nảy áp chế không nổi, trình cung đã giúp hắn tráng áp, tránh cho hắn làm sằng mà phá hư kế hoạch của mình, thuận tiện cũng cho cậu em vợ này một lễ vật, lấy tốc độ trình cung hiện giờ, rất nhanh đã chạy đến Đan Thành. Đan Thành hôm nay đã dần dần có một loại cảm giác biến mất, bởi vì trận pháp chung quanh khống chế, Nam Hoang đột nhiên mất đi yêu thú, trong cả vùng đất Nam Hoang mênh mông này, Đan Thành lộ ra đặc biệt nhỏ, chương 668 thuần dương chân thể. Hơn nửa giờ phút này chung quanh đang thành bị một cổ khí tức đặc biệt bao lấy, địa anh bình thường duyến cũng cảm giác không dám tới gần, cũng không phát giác được gì, chỉ quạt tới cảnh giới thiên anh mới có thể cảm nhận được một ít khí tức thuần dương như có như không. Nếu có thiên anh đi qua nơi này, nhất định sẽ lập tức cung kính thi lễ, sau đê ó chạy trốn thật nhanh. Loại này khí tức nói rõ có người lần nữa chuyển hóa thuần dương, mà chỗ của hắn theo đê ó cũng đạt được chỗ tốt thật lớn. Tuy rằng còn chưa đến mức một người đắc đạo, gà chó lên trời, toàn bộ đều theo sự phá của hắn mạc được chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chúc mừng tông chủ thuần dương chân thể, chạm vào vấn đạo, nhất nguyên bất diệt, phi thăng có hy vọng, trình cung người vừa đê áp xuống, đã lớn tiếng chúc mừng. Oanh, đang thành vốn như ẩn như hiện, đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu đột nhiên sáng sủa lên, một thân ảnh như đang đứng ở đê ó chờ trình cung vậy. Hách liên lam phượng một thân trang phục cao quý, toàn thân tản mát ra một cổ mị lực thành thục, cả người càng lộ ra bình dị gần gũi đang đứng ở đê ó. Hách liên lam phượng lúc này nhẹ nhõm chưa từng có, sau khi nghe được trình cung nói vậy liền không được mỉm cười, cười chỉ vào trình cung. Ngươi đấy, vĩnh viễn đều như thế, nếu không biết quả thật sẽ nghĩ ngươi là một đại thế quần láo lược thế tục đấy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nét vui vẻ trên mặt hách liên lam phượng đảo để nói rõ nàng đang rất vui vẻ rồi coi là thiếu quần láo lược cũng không có gì không tốt tùy tâm sở dục trình cung nhún nhún vai mẹ có phải trình cung tới rồi không nhưng vào lúc này từ trong đan thành có một người bay gấp ra rõ ràng có chút kích động nói nhưng người này vừa bay đến phụ cận nhìn thấy trình cung lại thoáng cái ngẩn người hách liên hồng liên hơi chút xấu hổ bởi vì biểu hiện vừa rồi của nàng giống như rất cấp bách muốn gặp vậy giống như nghe thấy trình cung liền rất vui vẻ vui sướng vậy làm cho nàng rất là quẫn bách Tuy rằng trong lòng nàng như thế, nhưng bị Trình cung nhìn thấy, lại là một việc khác, chỗ của mình mà vừa đi đã lâu như vậy, ngươi cho rằng chúng ta là người canh cổng của ngươi sao? Đúng rồi, ta còn có nhiều thứ quên ở chỗ này, thu thập xong chúng ta sẽ đi." Hách Liên Hồng liên mặc dù có khăn che mặt nhìn không rõ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, Sau Đê Ó quay người vọt lên trên, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nói một câu, Sau Đê Ó lại vọt lên không trung. Trình Cung im lặng nhìn Hách Liên Hồng Liên đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi, Hách Liên Lam Phượng cũng khẽ lắc đầu, không khỏi lại nhìn về phía Trình Cung, nếu như con gái quả thật ở cùng một chỗ với hắn, cũng không ủy khuất con gái, chỉ là nghe nói bên người Trình đại thiếu này dường như còn rất nhiều nữ nhân, nghiến chỗ này trong nội tâm Hách Liên Lam Phượng lột một thoáng một phát, ý nghĩ vừa dấy lên liền nhạt xuống, tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, đại thiếu chớ trách móc, ân, Trình Cung cũng sửng sốt một chút thái độ của hách liên lam phượng vốn rất dễ gần rất ngang hàng trao đổi với hắn điều này nói rõ đối phương coi trọng hắn dù sao hách liên lam phượng này hoàn toàn khác với trước kia nàng hiện giờ chính là tồn tại chân chân chính chính đứng trong hàng ngũ đỉnh phong của cửu châu đại địa trình cung kỳ quái chính là chỉ trong lập tức này hắn mơ hồ cảm thấy giữa mình và hách liên lam phượng nhiều thêm một loại cảm giác thân thiết mà trước kia không có hắn tự nhiên không biết trong lòng hách liên lam phượng đang suy nghĩ gì nhìn thấy tông chủ xinh đẹp cường đại của nguyên thủy ma tông này như thế hắn chỉ cảm thấy kỳ quái thôi bất quá thật ra cũng không cái gì trình cung một mực đều rất rõ giữa hách liên lam phượng là một loại hợp tác không quá mức thân cận cũng tốt như vậy dễ dàng hơn a à, trình cung cười nhạt một tiếng không điến những việc kia nữa trực tiếp cùng hách liên lam phượng tiến vào trong đan thành tuy rằng nhân viên ở đan thành cũng đã rút lui khỏi nhưng đan thành hiện giờ so với trước kia càng thêm thần bí chỉ là nguyên khí tựa hồ mỏng manh hơn rất nhiều, không đợi trình cung nói, vừa đi vào đang thành hách liên lam phượng đã nói, trước kia đột phá cảm ngộ thiên địa đại đạo, thân thể chuyển biến, lực lượng nhất thời không bổ sung kịp, nguyên tinh trên người hao phí không còn gì nên đê ảnh mượn một ít nguyên khí ở chỗ này, kết quả khiến nguyên khí ở đây mười không còn một, bất quá ta đến lúc đê ó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ sung, cái này đều là chuyện nhỏ, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, công chủ nói như vậy quá khách khí rồi kỳ thật ta còn phải cảm tạ tông chủ đấy, đoán chừng lần này âm trường khiếu kia thảm rồi a. À. Trình cung không đợi hách liên lam phượng nói xong, đửa tay cản trở hách liên lam phượng nói tiếp, chuyển qua nói chuyện khác. Đan thành này vì cố chuyển tinh di đại trận trong lòng đất, cùng với chiến đấu điên cuồng trước kia, nguyên khí trong đan thành đã sung túc đến trình độ khủng bố. Hôm nay không chỉ là đan thành, nguyên khí ở chung quanh vạn dặm đều hạ thấp mét bậc. Đây là dưới tình huống hách liên lam phượng đã sớm chuẩn bị rồi mà còn như thế có thể thấy được thuần dương chân thể của hách liên lam phượng mạnh cỡ nào, hừ, nhắc tới đối thủ của âm trường khiếu, hôm nay hách liên lam phượng đã không quá như vậy nữa, hừ một tiếng nói, vậy mà rất hung hăng càng quấy đi tới chỗ này nói thẳng ra là ngươi sẽ bị chặn giết, nói cái gì mà không có ta cứu viện ngươi sẽ thảm như thế nào, thậm chí nguyên thủy ma tông cũng sẽ bị diệt, sau đây ó bọn hắn sẽ liên thủ cùng nhau tiêu diệt ta, ta dựa theo ngươi nói, cũng không trực tiếp động thủ, mà biểu hiện vô cùng sốt ruột muốn xông qua cứu người, hắn ra tay chặn đường, sau đê ó bị ta ra tay đê ánh trọng thương. Lão già này quả nhiên rất giảo hoạt, không biết từ chỗ nào đạt được một cổ thượng cổ khôi lỗi thiên anh đỉnh phong, vậy mà vào thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Trước kia cho dù cùng ta đê ánh đến lưỡng bại câu thương cũng không chịu sử dụng đê on sát thủ này, xem ra hắn cũng đang một mực tìm cơ hội, cho rằng cho dù sử cũng chỉ khiến thương thế của ta nặng thêm chút nhưng lại không thể giết ta hắn đoán chừng muốn đợi đến thời khắc mấu chốt rồi sử dụng, nếu không phải trước yếu thế, sau đây đột nhiên bộc phát, bọn hắn liên thủ, còn có kiện trung phẩm đạo khí không hoàn chỉnh kia tương trợ, ta muốn trọng thương hắn cũng rất khó, nói đến đây, hách liên lam phượng lần nữa cảm kích nhìn thoáng qua trình cung, bởi vì trình cung lúc trước đã cập với nàng chuyện này, chương 669, hơn 10 vạn người. Một. Lập tức thần sắc hách liên lam phượng trở nên cực kỳ khoan khoái dễ chịu nói, nhưng cuối cùng cũng may lần này cơ hội hủy diệt thượng cổ khôi lôi của hắn còn đã thương nặng hắn tuy rằng để hắn chạy trốn nhưng nếu khôi phục bình thường thì không có một hai trăm năm khẳng định không thể nào ta lần này đột phá bởi việc ngươi truyền thụ cho những trí cao ma điển kia còn có nguyên kiệt biệt cường đại của đan thành tương trợ đã tiếp cận thuần dương sơ kỳ đỉnh phong ta đạt tới thuần dương trung kỳ tương đối dễ dàng hơn người khác một chút cho dù không đạt tới thuần dương trung kỳ một khi ta củng cố cảnh giới xong thì tiêu diệt phong vân kiếm tông cũng rất nhẹ nhàng. Thiên Anh cơ hồ là cực hạn của lực lượng, nhất là Thiên Anh đỉnh phong lại càng như vậy, mà chuyển thuần dương là một loại biến hóa để chuẩn bị cho cảm ngộ thiên địa đại đạo, phi thăng sau này. Cho nên sau khi đến thuần dương, cũng không đơn giản là dùng lực lượng để cân nhắc nữa, cảnh giới thuần dương cũng chỉ là chia làm bốn đại cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong thôi. Vào thời điểm này lực lượng đương nhiên sẽ có một ít biến hóa. Nhưng hơn nữa là một loại cảm ngộ đối với đạo, Hách Liên Lam Phượng được Trình cung truyền thụ, mở ra một đại môn và thiên địa rộng lớn hoàn toàn mới, lần này đột phá cũng không còn lạc phán giảng nữa, khiến khi nàng đột phá cảm ngộ ra thiên địa quy tắc, đạo lý khác nhau rất lớn với trước kia, uốn nắng rất nhiều sai lầm, trực tiếp đạt tới thuần dương sơ kỳ đỉnh phong, thuần dương trung kỳ đã không phải xa không thể chạm nữa, sau khi đạt đến thuần dương, tu luyện nữa cũng không phải đơn giản là tích lũy lực lượng, đột phá đôi khi lĩnh ngộ, đốn ngộ hoặc là người khác chỉ một lần, thường thường có thể giúp tiết kiệm được cả trăm ngàn năm khổ tu. Mà hách liên lam phượng cũng thật sự tới cảnh giới nhất định, trực tiếp nói thẳng ra trước mặt trình cung, thậm chí phương ngọc sanh chuyện trình cung truyền thụ, tuy rằng một câu, nhưng hàm nghĩa lại khác nhau rất lớn, nàng cũng nhìn ra có thể ngốc ở bên người trình cung khẳng định không phải ngoại nhân, cho nên cũng không cố kỵ gì cả. Nhưng lời này nghe lọt vào trong tai Đông Phương Ngọc Xanh, lại như thiên lôi nổ vang vậy. Chấn cho tâm linh hắn rung động lên, không nghe lầm đấy chứ. Bọn hắn đang nói cái gì thế? Đang nói vừa mới đê ánh một người có thượng cổ khôi lỗi thiên anh đỉnh phong, bản thân cũng là thiên anh đỉnh phong cuộc trung phẩm đạo khí còn không hài lòng. Cái này, người tự mình đi ngên đê ón trình cung này, vậy mà. Dĩ nhiên là cảnh giới thuần dương, tồn tại bực này cho dù là ở các đại gia tộc cũng là nhân vật tôn cấp trăm ngàn năm không xuất hiện. Người như vậy, vậy mà tự mình đi ngên đê ón trình cung, cái này cũng chưa tính, nàng, nàng mới vừa nói truyền thụ, điều này sao có thể? Đông Phương Ngọc Xanh lần này thực sự bị chấn động rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị, Trình cung. Người mà lão tỷ của mình nhận định này là người nào chứ, chỉ sợ sẽ không đợi đến lúc đê ó, công chủ có thể ngẫm lại tính cách của Âm Trường Khiếu, hắn hiện giờ khẳng định đang rất sợ hãi, ta đoán hắn hiện giờ hơn phân nửa đã liên hệ với các thế lực khác, muốn được che chở, đây là một phương diện, một mặt khác hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để phá, nếu không hắn biết rõ sớm muộn gì cũng chỉ còn đường chết, dù sao Nguyên Thủy Ma Tông không chỉ có nhất mạch Nam Chim Bộ Châu, cho dù thế lực khác cũng sẽ không vì thu phong vân kiếm tông hắn mạc tội Nguyên Thủy Ma Tông. Nguyên Thủy Ma Tông ta đã không có liên quan giếng Nguyên Thủy Ma Tông ở Trung Châu nữa, chuyện của chúng ta là của chúng ta, không có liên hệ gì với bọn họ cả. Hách Liên Lam Phượng đường đường là thuần dương chân thể, một đời tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, giờ phút này vậy mà trực tiếp nhíu mày, ngữ khí cũng có biến hóa rất lớn. Trình cung một mực cảm giác thấy nguyên thủy ma tông của Nam Chim Bộ Châu có chút kỳ quái, bởi vì sáu thế lực lớn ở Trung Châu sẽ không cho phép tham gia vào tranh đoạt quyền khống chế tám châu khác ở cửu châu đại địa, bởi vì bọn họ là chấp pháp giả, hơn nữa Trung Châu cũng đủ để bọn họ tranh giành rồi, căn bản không cần quản tám châu khác làm gì. Nhưng Nam Chim Bộ Châu lại xuất hiện nguyên thủy ma tông, trong đê ó khẳng định có vấn đề gì ó, trình cung thuận tiện thăm dò một câu phát hiện phản ứng của hách liên lam phượng trong lòng của hắn cười nhạt một tiếng cũng không tiếp tục hỏi kỹ người khác có lẽ sẽ không thấy vậy bất quá việc này cũng không phải trọng điểm âm trường khiếu kia tóm lại là một khối u ác tính muốn diệt trừ còn phải quan tâm đến nó sẽ bị vỡ bất quá hiện giờ hắn bị tông chủ đê ánh trọng thương trong thời gian ngắn sẽ không quấy rối được gì trước tiên chúng ta cược hắn sang một bên lần này ta là có một số việc muốn thương lượng với tông chủ cũng có chuyện muốn nhờ. Bộ phận trọng yếu nhất trong kế hoạch của Trình Cung cần sự ủng hộ toàn lực của Hách Liên Lam Phượng mới được. Chỉ cần ta có thể làm được, cứ nói đừng ngại. Ta có chuyện phải rời khỏi Nam Chim Bộ Châu một thời gian ngắn. Chuyện bên này còn cần tông chủ lo liệu. Còn nữa, ta cần mượn vạn ma lôi trì của Nguyên Thủy Ma Tông dùng một lát. Ta muốn sử dụng thời gian gia tốc của không gian tu luyện bí cảnh. Hơn nữa hiện giờ thời gian tương đối gấp gáp. Tông chủ đại khái cũng biết ta đã tập kết hơn 10 vạn tu chân giả của Nam Chim Bộ Châu lại, chính là muốn nắm chặt thời gian để huấn luyện bọn hắn. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có thể chiếu cố được, sẽ một mực che chở trình gia các ngươi. Về phần vạn ma lôi trì cũng không thành vấn đề, chỉ là hơn 10 vạn người. Hách liên lam phượng tự nhiên muốn giúp, chỉ là cũng có chút khó xử nói. Vạn ma lôi trì tiêu hao cực lớn, hơn nữa trước kia ta chuyển thuần dương hao phí cực lớn, một ít tài nguyên mang đi từ nguyên thủy ma tông đã tiêu hao cơ hồ không còn gì. Ngươi cũng bí một chi nguyên thủy ma tông chúng ta khác với Trung Châu, cũng không đủ tài nguyên chèo chống. Cho dù ta có thửa vạn ma lôi trì cho ngươi mượn, chỉ sợ cũng không có cách nào chèo chống hơn 10 vạn người sử dụng thời gian gia tốc được. Hiện giờ khác với trước kia, trước kia quan hệ không đủ, trình cung ở trong mắt hách liên lam phương bất quá chỉ là quý tứ, là một đệ tử quần láo lược ở thế tục. Sau lưng rất có thể có một vị sư tôn cường đại, nhưng hôm nay địa vị của Trình cung trong mắt nàng đã tăng lên, sau lần truyền đạo lúc trước, mỗi lần Hách Liên Lam Phượng nhìn Trình cung đều cảm giác nhìn không thấu, hơn nữa kẻ này tiến bộ cực nhanh càng vượt quá tưởng tượng của nàng, cộng thêm nàng hôm nay đã đạt tới thuần dương, chuyện của Nguyên Thủy Ma tông nàng hoàn toàn có thể làm chủ toàn bộ, cái này tông chủ cứ việc yên tâm, tuy rằng mượn vạn ma lôi trì, nhưng tất cả tiêu hao tự nhiên do ta gánh chịu, Trình cung rất nắm chắc nói. Chương 670, hơn 10 vạn người hai hách liên lam phượng nghe xong cũng rất bất ngờ nhưng nàng cũng không hỏi nhiều chỉ là trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được trình cung đã nhận được không ít chỗ tốt trong càng không đang tông tốt lại có chuyện làm phiền tông chủ mang tất cả mọi người vào trong không gian tu luyện bí cảnh vạn ma lôi trì của nguyên thủy ma tông sau đê ó năm ngày sau đê ó mang bọn ta tiến đến đông nam vũ châu lý gia cách nam chiêm bộ châu một tòa thành phố lớn đông phương ngọc xanh ở một bên càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng im lặng, đồng thời cũng có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn một mực thông dong bố trí, không nóng nảy đuổi qua, nguyên lai là hắn có tính toán này, vậy mà để nhân vật tôn cấp cảnh giới thuần dương làm công nhân bốc phát, chẳng những giúp đỡ hắn tiến đến Đông Nam Vũ Châu, còn phải trợ giúp hắn di động hơn 10 vạn người nữa, chưa từng thấy qua người nào xa xỉ như vậy, phá sản như vậy, vậy mà sử dụng nhân vật tôn cấp làm công nhân bốc phát, lời này nếu nói ra chỉ sợ không có người nào tin quá xa xỉ, quá khoa trương, nhưng cũng chỉ có cách này thôi. Phải biết rằng sau khi Nam Chim Bộ Châu đại loạn tất cả thế lực lớn không ngừng chinh chiến ở Nam Chiêm Bộ Châu, tu chân giới chinh chiến, thế tục chiến đấu, cũng không biết đã tiến hành bao lâu, truyền tống trận vốn cố định đã sớm bị hủy diệt rồi. Đối với nhân anh mà nói, nếu như không có truyền tống trận hoặc là cánh cửa không gian, đi ngang qua một châu rất nguy hiểm. Coi như tồn tại địa anh tồn cũng phải hao phí hơn 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ nếu kéo dài qua hai châu vậy cũng đừng nói nữa dù một mực không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất cũng cần thời gian rất dài thiên anh ngược lại có thể dựa lực lượng của mình để qua lại nhưng thời gian cũng không ngắn thường thường cũng cần mấy ngày cũng chỉ người đạt tới thuần dương tồn tại đỉnh phong của cửu châu mới có thể làm chuyện kéo dài qua một châu đối với bọn họ mà nói nhiều nhất chỉ mất mấy canh giờ lại qua được một châu rồi thẳng đến lúc này đông phương ngọc xanh mới hơi tỉnh ngộ đã chạm được một chút vào mạch suy nghĩ của Trình Cung, nhưng cũng chỉ một chút thôi, bởi vì há có quá nhiều chỗ không rõ, mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác thấy cảnh vật trước mặt đột nhiên biến mất, hắn mặc dù tất cả bị Trình Cung khống chế, nhưng có thể nhìn, có thể nghe, có thể nghĩ, khiếp sợ phát hiện giờ phút này bọn hắn vậy mà đã ở trên không sông Long Thành, tuy rằng hắn là người của Đông Phương gia tộc, nhưng tồn tại tôn cấp trong các đại gia tộc cũng cao cao tại thượng. Trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có Gia Gia Han xin phim thấy lúc nhỏ Nhưng khi đê ó là Gia Gia hắn Hắn tự nhiên không cảm thụ được gì rồi Giờ phút này trong lòng lại vô cùng rung động Tốc độ của trình cung phải bay bao lâu Hắn lại liên tưởng đến mình phải bay bao lâu Mà giờ khắc này chẳng qua chỉ một ý niệm Hách liên tông chủ này đã mang theo bọn hắn Hắn xé rách không gian đi tới trên không sông Long Thành rồi Đều ở đây sao Giờ phút này hách liên lam phượng nhìn về phía sông Long Thành trong mắt cũng hiện lên một tia hồ nghi, không hiểu trình cung tụ tập đê ám ô hợp này đến làm gì. Trên thực tế hách liên lam phượng càng thưởng thức những người dưới tay được hắn bồi dưỡng kia, đoàn thất bát tao cả, đều là những người này a à, hách liên hồng liên cũng trực tiếp bị hách liên lam phượng mang thép bên người, nhìn bộ dạng hơn 10 vạn tán tụ tụ lại từ nam chim bộ châu ở bên dưới, hách liên hồng liên nhẹ giọng lầm bầm, a à, trình cung nhạc cười nhạc nói, đó là ngươi còn chưa thấy qua bọn hắn càng cuồng giả và tình huống ban đầu, cái này đã tốt hơn gấp trăm lần rồi, trước kia giết một đê ám, cộng thêm bọn tiểu phong tử bộc phát dọa sợ một đê ám, hiện giờ những người này đã trung thực hơn nhiều, người trong toàn bộ sông Long Thành, những người khác ta đều tạm thời để bọn hắn rời khỏi sông Long Thành rồi, hơn 10 vạn người, hách liên lam phượng căn bản không biết nói gì với trình cung, phải biết rằng bình thường mang theo người rời đi, đừng nói là xé rách không gian, coi như phi hành đều phải là người một nhà mới được, nếu không dưới tình huống không biết rõ, người khác đột nhiên công kích hoặc phản kháng, vậy thì sẽ rất phiền toái. Nhưng giờ phút này hách liên lam phượng nghe trình cung nói xong, vung tay lên, hơn 10 vạn người trực tiếp không tự chủ được bay lên, sau một khắc trực tiếp cảnh vật không gian biến hóa, vậy mà trực tiếp mang theo hơn 10 vạn người xé rách không gian xuyên qua. Tồn tại thiên anh bình thường có thể xé rách không gian xuyên qua trong khoảng cách ngắn, nhưng cũng phải rất cẩn thận ở một ít chỗ nguyên khí không ổn định, không gian không ổn định cũng không dám tùy ý xuyên qua, Việt Nam phải dựa vào phi hành và phát bảo, nếu thiên anh trên tầng 7, vậy khoảng cách xé rách không gian xuyên qua sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng xé rách không gian xuyên qua khoảng cách càng dài tiêu hao càng lớn, cho nên lúc không cần sẽ không dễ dàng sử dụng, nếu ở bên ngoài nam chim bộ châu, cho dù nhiều tồn tại thiên anh hơn nữa, cũng sẽ chọn sử dụng truyền tống trận, bởi vì như vậy càng ổn định hơn. Về phần thiên anh đỉnh phong cho dù mang một ít người xé rách không gian xuyên qua cũng không có vấn đề gì, nhưng mang theo hơn 10 vạn người xé rách không gian xuyên qua như vậy, cũng chỉ có tồn tại thuần dương mới có thể làm được. Đương nhiên, hơn 10 vạn người dù sao cũng không phải con số nhỏ, cho nên sự bảo hộ đối với mỗi người cũng sẽ không ổn định như vậy, sẽ không giống như đối với bọn trình cung, hách liên hồng liên, đông phương ngọc xanh, cái gì cũng không cảm thụ được, khi hơn 10 vạn người này hiểu được đã tiến vào trong hư không rồi. Loạn lưu cùng loạn trong hư không năng lượng khí tức cùng bạo khó có thể hấp thu chỉ tiếp xúc lên người những người này thôi đã khiến bọn hắn thống khổ vạn phần rồi. Tại sao có thể như vậy? Đây là đây là trong hư không bị xé rách. Ông trời ơi, sao chúng ta lại tiến vào đây? Sao lại như vậy? Quá kinh khủng. Nhanh tâm miệng vận công chấm 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 chấm. Nhiều người tụ tập cùng một chỗ đều trực tiếp bị mang theo xé rách hư không xuyên qua. Bọn hắn lại lần nữa bị hù rồi cả ám đều nhao nhao nói chuyện với nhau, nhưng sau đê ó có một ít lực lượng hàng lâm, có không ít người trực tiếp bị xé nứt, càng thêm rối loạn, nhưng mọi người cũng không quá ngốc, đều đã nghiến một vấn đề, có thể mang theo hơn 10 vạn người xé rách hư không xuyên qua có bao nhiêu khủng bố, giờ phút này bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu, tiện nghi của trình cung trình đại thiếu này, tự hồ không dễ chiếm như vậy, nhưng hiện giờ hối hận cũng đã chậm, muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Ngược lại bọn tiểu phong tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, mập mạp đều biết chuyện gì xảy ra, cũng không có bất kỳ bối rối nào. Lần này khác với tường thành đến sông Long Thành, coi như là hách Liên Lam Phượng, cũng phải xuyên qua hư không rất nhiều lần mới tới được Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng cũng phải phí hơn hai canh giờ. Chương 671, thời gian gia tốc 40 lần, 1. Trong quá trình này, có hơn ngàn người chết trong hư không, khóe miệng Trình Cung nổi lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Hách Liên Lam Phượng không hổ là nhất nhân Nam Chim Bộ Châu hiện giờ, một đời tông chủ một mình chống đỡ Nam Chim Bộ Châu Nguyên Thủy Ma Tông, quả nhiên không giống bình thường. Nàng tuy rằng còn không biết mình muốn đi Đan Châu, cũng không biết mục đích cụ thể của mình là gì, nhưng lại ẩn ẩn đoán được mình muốn đối đãi với đê ám ô hợp này như thế nào, cho nên nàng dứt khoát trong quá trình đến đây, trước tiên giúp mình đê ào thải một đê ám gia hỏa, oanh. Tất cả mọi người cảm giác bỗng nhiên như tiến vào một mảnh không gian hỗn độn vậy, nguyên khí chung quanh nơi nà ngược lại rất sung túc, so với sông Long Thành còn sung túc hơn gấp 10 lần, nhưng không có thiên địa, chỉ là một không gian thật lớn. Nguyên lai trình cung không có biện pháp phát giác được vạn ma lôi trì này đến cùng đạt tới trình độ nào, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định, đây cũng không phải là kiện thượng phẩm đạo khí truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tông, những đạt đến trình độ trung phẩm đạo khí rồi. Không gian bên trong tuy rằng vô cùng lớn, nhưng lại không thể so với không gian của cửu châu đệ nhất thần khí, hư không âm dương đỉnh. Ta vừa rồi đã thương lượng với mấy thái thượng trưởng lão khác, trước mắt còn có thể dụng 300 vạn thuần nguyên đan, còn có một ít nguyên tinh, dùng nguyên tinh làm hạch tâm, dùng thuần nguyên đan xuất lực, do ta tự mình thúc giục vạn ma lôi trì, có thể khiến mặt tới thời gian gia tốc gấp 10 lần. Bởi vì muốn mở ra thời gian gia tốc của vạn ma lôi trì vừa muốn tương liên với không gian tu luyện bí cảnh của nguyên thủy ma tông, hao phí sẽ rất lớn. Như vậy, ngươi chỉ cần bổ sung thêm 200 vạn thuần nguyên đan thì có lẽ có thể kiên triệt 5 ngày. Nguyên thủy ma tông dù sao cũng không chỉ mình nàng, tuy rằng hiện giờ nàng vô cùng cường đại, nhưng cũng phải vì các đệ tử, trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão của nguyên thủy ma tông mà cân nhắc. Vào thời điểm khó khăn như vậy còn có thể xuất ra nguyên tinh và 300 vạn thuần nguyên đan. Đây đã là ủng hộ lớn nhất của Hách Liên Lam Phượng rồi. Bình thường mà nói, Người ở cảnh giới thuần dương khẳng định có rất nhiều tài nguyên, cho dù là bọn họ tùy đến một đại môn phái nói một câu, mượn trăm vạn thuần nguyên đang cũng rất nhẹ nhàng. Chớ đừng nói chi làng nếu bọn hắn săn giết một đại yêu vương đỉnh phong hoặc làm các chuyện khác. Chỉ tiếc hách liên lam phượng vừa mới đạt tới cảnh giới thuần dương, tất cả những tích xúc trước kia đều đã hao phí không còn gì. Đê úng là lúc thiếu tài nguyên nhất, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không để trình cung xuất một chút thuần nguyên đang nò chút tài nguyên đê ó so với những thứ mà trình cung truyền thụ cho, căn bản không đê án giá nhắc tới. Tâm ý của tông chủ ta xin tâm lĩnh, tình huống của nguyên thủy ma tông ta cũng biết một ít, không giống phong vân kiếm tông khống chế cùng phong mỏng âm thầm làm ra rất nhiều chuyện, cũng không âm thầm điều động đệ tử vơ vét tài sản tán tu ở bốn phía, sưu tập tài nguyên ở khắp Nam chiêm Bộ Châu. Nguyên thủy ma tông tương đối phong bế, cho tới bây giờ cũng là tồn tại có chút siêu nhiên ở Nam Chim Bộ Châu có câu ta nghĩ tông chủ không muốn nghe, nhưng là lời nói thật, tình huống của nam chim bộ châu nguyên thủy ma tông hiện giờ chính là miệng ăn núi lở, cho dù ngài là tồn tại thuần dương, một người suy nghĩ biện pháp một chút cũng có thể nuôi sống cả môn phái, nhưng tông phái phát triển cũng sẽ có vấn đề, cho đến lúc đê ó, tất cả mọi người ở nguyên thủy ma tông, bất luận là thái thượng trưởng lão, trưởng lão hoặc là tử bình thường cũng sẽ giống như hài tử uống sữa vậy, rời khỏi sữa sẽ không cách nào sống được. Ngài có thể một mực chiếu cố bọn hắn sao? Chiếu cố thế hệ này, về sau thì sao? Còn có, cho dù ngài có thể một mực chiếu cố, dưới loại tình huống này ngài cho rằng có thể có người đạt đến độ cao như ngài sao, bất luận là con gái ngài hay là những người khác, Nguyên Thủy Ma Tông cho dù cái gì cũng không thiếu, cũng sẽ nhất định suy bại. Lời này của Trình Cung quả thật rất bén nhọn, Hách Liên Lam Phượng nghe xong sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau lại lâm vào trầm tư nàng trước kia toàn tâm toàn ý muốn đột phán thuần dương hết thảy đều vì mục đích này mà bằng vào tài nguyên và ám người năm đê ó mang đi từ trung châu bọn hắn ngược lại không cần quá lo lắng nhưng cho đến ngày nay cũng đê úng như lời trình cung nói miệng ăn núi lỡ rồi đương nhiên loại tình huống này sẽ theo mình trở thành cảnh giới thuần dương mà thay đổi nhưng nguyên thủy ma tông hôm nay xác thực quá phong bế nếu không phải còn một mực có giao chiến với phong vân kiếm tông thì chỉ sợ sẽ thay đổi thảm hại hơn nữa. Hách liên lam phượng trước kia căn bản không nghĩ qua vấn đề này, hôm nay càng nghĩ càng cảm thấy đê án sợ. Tuy rằng nàng rất hận người kia, nhưng không thể không nói, các đệ tử của Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông đều rất cường hoành, tài nguyên tùy ý chi phối, nguyên một đê ám tuy rằng đường hoàng, hung hăng càng quấy, nhưng ở Trung Châu lại không ai dám trêu chọc, đê ó chính là Nguyên Thủy Ma Tông nhưng ở nguyên thủy ma tông của nam chiêm bộ châu thì sao vậy mà qua nhiều năm như vậy bị phong vân kiếm tông áp bách lại bị bọn hắn liên hợp người chèn ép phải biết rằng tại trong sáu thế lực lớn của trung châu nhất lâu nhị tông tam minh thì nguyên thủy ma tông tuyệt đối đứng đầu trong danh sách lời của ta là một ít đề nghị đợi khi có thời gian chúng ta lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận một chút đây cũng không phải là chuyện quá sốt ruột về phần chuyện thuần nguyên đang tông chủ cứ yên tâm đi Tông chủ có thể tự mình điều khiển vạn ma lôi trì là giúp ta tiết kiệm ngàn vạn thuần nguyên đan rồi. Như vậy đo, ở chỗ ta có hai nghìn vạn thuần nguyên đan, thời gian năm ngày ngươi xem mà phân phối. Nếu như ta nhớ không lầm, hạ phẩm đạo khí tối đa có thể thúc giục thời gian lên đến gấp hai mươi lần, mà trung phẩm đạo khí tối đa có thể tăng lên gấp năm mươi lần. Bất quá ó là trung phẩm đạo khí mạnh nhất, cái này có lẽ tăng lên đến chừng bốn mươi lần đã là cực hạn rồi. Hai nghìn vạn thuần nguyên đan. Hách liên hồng liên nghe xong chấn động, không dám tin, đây chính là 2.000 vạn thuần nguyên đan A. So với tất cả thuần nguyên đan mà nguyên thủy ma tông tồn trữ hiện giờ còn nhiều hơn, tên này chẳng lẽ thật sự được bảo bối trong càng không đan tông sao, 2.000 vạn thuần nguyên đan lấy ra cũng không nháy mắt lấy một cái, bên trong còn có một khối nguyên tinh, có thể để gia tốc thời gian không gian tu luyện bí cảnh rồi, bên phía ta còn phải nắm chặt thời gian trước tiên thu thập đê ám ô hợp này, khiến bọn hắn nhận thức một chút cái gì gọi là tàn khốc và huyết tinh. Trình cung nói xong người đã bay về phía chỗ sâu trong không gian tu luyện bí cảnh, bay ra ngoài một khoảng cách trình cung đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hách liên hồng liên. Nếu quảm lượng thì, ngươi cũng có thể tới chính thức thể nghiệm một chút, tu luyện công pháp ma đạo mà chưa thấy qua huyết tinh, chưa thấy qua giết chóc thì không thử.